giờ tiếp theo thì bên em lại tiếp tục thông báo với toàn thể các bác, bên em lại mới cập bến được những dòng sản phẩm cực kỳ nổi tiếng, đó là sản phẩm của dòng loa B3. Với sản phẩm này thì toàn những sản phẩm hàng xịn nguyên chất bãi nha các bác nhé. Những sản phẩm này là chưa được lau chùi vệ sinh, trông các bác trông nó bị ố những cái lưới vải ê căng kia, sau bên em sẽ cho anh em thợ sẽ giặt qua những cái lưới kia, nó sẽ lại sạch đẹp lên keng luôn. Với những sản phẩm B3 này thì đa phần đó là sản phẩm của B3 C5 10 nha các bác nhé, và có một vài cặp B3 C5 12. Với những sản phẩm B3 C5 10 thì nó được sở hữu một bát 25 và một tép kèn. Với những sản phẩm này thì nó là em của B3 C5 12. Với B3 C5 12 thì nó được sở hữu một bát 30 và một tép kèn. Còn được thiết kế của C5 10 và C5 12 thì y chang nhau như các bác nhé. Thiết kế về củ bát này, củ tép này, phân tần là đều giống nhau, nên là chất âm của nó thì rất chi tuyệt vời và đẳng cấp. Nếu mà để trong đẳng cấp trong dòng B3 325 thì có lẽ được nói, được kể đến đó là dòng B3 C5 10. Thì chất âm của nó rất hay, rất khỏe và bạo lực, và tiếng tép của nó thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Tiếng tép đặc trưng của hãng C5 đó là tép Selection. Nó là một trong những dòng tép cực kỳ nổi tiếng của các dòng loa thương hiệu, ví dụ như những dòng loa CAF cá heo này, VK12 cộng thì cũng được sở hữu những sản phẩm của tép Selection, hay những dòng loa Phaito, như những lô Phaito của em về thì nó cũng được sở hữu những dòng tép Selection, bởi vì là cái dòng tép này tiếng nó rất tơi, rất ngọt, nghe nó rất thích nhá. Các bác nghe nhạc vàng thì tiếng nó cũng rất êm tai, và hát karaoke thì dòng tép này thì lại rất sang tiếng nhá. Với những sản phẩm B3 C5 12 thì bên em về chỉ có khoảng hơn chục cặp thôi. Những bác nào có nhu cầu về những sản phẩm B3 C5 10 thì hãy sớm liên hệ với Cao Trung nhé. Và với sản phẩm này thì bên em mới về hàng nên là bên em cũng chưa cộng giá được, thì sau bên em sẽ cộng giá thì sẽ báo giá cho các bác sau ở những video tiếp theo. Thì bên em sẽ test thử và sẽ giới thiệu nội tạng của sản phẩm B3 C5 10 này. Những sản phẩm này rất đẹp nhé, khi bên em sẽ vệ sinh sạch thì là nó sẽ lại đẹp như những vết trắng tinh của nhà sản xuất này, cực đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh nhá, rất ok. Những sản phẩm này thì bên em có bao nhiêu bên em cũng lấy, và có bao nhiêu thì cũng lên đường nhanh chóng. Và ké lẫn thì bên em về được mấy quả súp nhá, mấy quả súp B3 sở hữu bát 40 nhá. Nó thiết kế mặt nhưng bên trong được thiết kế là hầm, thiết kế vừa mặt vừa hầm, nên là các bác dùng để nghe nhạc hát karaoke trong gia đình thì nó là rất xịn là giá nhé. Đây là những sản phẩm bên em mới khui ra, về được có mấy quả thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả thôi. Những quả súp này thì cũng nhanh chóng được lên đường thôi. Đây ạ, một quả súp chưa được vệ sinh, do vận chuyển thì những chiếc lưới này nó hơi bị mõm xuống một chút, thì bên em sẽ gõ nó ra. Đấy, ok, ngon nghẻ, ngon lành cành đào thôi. Dòng súp 40 nhá, cực hiếm luôn, súp hơi bát 40, củ từ 240 chạy côn 100, rất hiếm, cực hiếm luôn. Những bác nào mà muốn sở hữu những quả súp của dòng B3 hàng bại xị này thì hãy sớm liên hệ với Cao Trung để được sở hữu những quả súp B3 bát 40. Thùng rất chi là sâu nhá, các bác nhìn trên màn hình, rất sâu, và súp thiết kế vừa mặt vừa hầm nên là lực đánh của nó rất chi bạo lực, nghe rất êm nhá. Các bác dùng ở mọi không gian, đúng là dòng súp đa năng nhá, mà lại thương hiệu cực kỳ cao cấp đến từ nước Đức, đó là sản phẩm B3. Và cái tiếp theo là có những cặp B3 CE3K, nó là sản phẩm bát 30 nhá, và có cả bát 25. Đây là cặp bát 25 này, B3 CE3K. Bên em sẽ quay về được sau cho các bác nhé. Đây ạ, hàng xịn nhá, hàng xịn của hãng đây. Đúng là những sản phẩm rất chi là hiếm khi về được những sản phẩm này. CE3K K10 nhá, sở hữu bát 25 và một tép kèn.
công suất 200W, độ nhạy 92 dB và trọng lượng 16 kg và trở kháng vẫn là 8 ohm nhé. Những dòng này để nghe nhạc và hát karaoke thì nó rất chi là đẳng cấp rồi. Và bên em về những cặp B3 Pro G10 nó được sở hữu một bát 25 và một tép kèn rất chi đẹp nhé, màu đen nhé. Và đặc biệt bên em lại có những cặp đúng là những sản phẩm này nó rất hiếm nhé. Những bác nào thích sở hữu những sản phẩm nguyên mộc, nguyên chân đại thì bên em để nguyên cho các bác. Và thích vệ sinh sau bên em sẽ vệ sinh cho những cặp này. Lên thì nó lại cực đẹp luôn, những lưới này nó bẩn thôi, giỏ nó bụi bẩn, giặt phát là nó sạch luôn. Các bác đoán nó là sản phẩm gì không? Nó y hệt của dòng HF121, như đây nó là dòng bát 25 nhé, bát 25 và tép kèn. Rất là đẳng cấp nhé. Những bác nào mà đã dùng HF121 rồi mà ghép thêm một thằng này nữa, đó là đẳng cấp. Đó là HF121 nhé. Rất chi là hiếm nhé. Bên em về chắc toàn về những sản phẩm này thì về đến đâu hết đến đấy. HF110 sở hữu một bát 25, công suất là 200W, trở kháng 8 ohm và trọng lượng cũng là 14 kg một chiếc nhé. Sản phẩm này y chang HF121, cực đẹp luôn. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa B3 trong lô hàng của em về thì các bác cũng sớm liên hệ với Cao Trung nhé. Rất nhiều những sản phẩm bên em mới về, mới cập bến, chưa có giá, chưa cộng được giá, nên là các bác cứ alo cho em, bên em sẽ cộng giá chi tiết cho các bác, giá êm ái và tình yêu cho các bác. Và thông báo các bác, bên em cũng mới về được những sản phẩm của dòng loa BMB cực kỳ nổi tiếng, đó là sản phẩm của BMB 252V nhé. Sản phẩm này thì không phải nói nhiều về chất âm và hình thức của nó thì rất chi là sang trọng nhé. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật và cũng là một trong những mã đỉnh cao, mã cao cấp nhất của dòng BMB, đó là CS252V, cực kỳ chất lượng nhé. Chỉ những đôi tai sành nghe và những bác đã đam mê âm nhạc thì đều biết những tên tuổi của dòng 252V này rồi. Tiếng tép của nó nghe thì thôi rồi, và tiếng bát của nó nghe cực kỳ ngọt ngào. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.